Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút hàng ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Anh Thắng rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay. Bản tin đang được phát sóng đồng thời trên các nền tảng số khác của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã tới trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên và trao quà tặng cho người có công, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Khói Châu. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản đã trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên Nguyễn Thị Điểm sinh năm 1924, sinh hoạt tại chi bộ thôn Đội Doanh, Đảng bộ xã Đông Ninh; Phan Văn Luân sinh năm 1928, sinh hoạt tại chi bộ thôn An Dân, Đảng bộ xã Tân Dân; Nguyễn Văn Lũy sinh năm 1926, sinh hoạt tại chi bộ thôn Yên Lịch, Đảng bộ xã Dân Tiến. Cùng ngày, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản đã đến thăm tặng quà người có công, gia đình chính sách nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Sáng nay, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 3 đã về kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Đồng chí Tham mưu trưởng Quân khu đã đi kiểm tra thực tế tại nơi dự kiến bố trí sở chỉ huy khu căn cứ chiến đấu, các khu vực thực binh và nghe báo cáo dự kiến các phương án bố trí lực lượng phương tiện tham gia thực binh. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần phối hợp làm tốt mọi công tác chuẩn bị, lựa chọn các khu vực bố trí sở chỉ huy, khu sơ tán và các khu vực thực binh đảm bảo sát thực tế, thiết thực hiệu quả. Bố trí điều chỉnh các hướng, khu vực mục tiêu, mô hình tượng trưng tạo giả, chiến đấu tại thực địa. Quá trình bố trí mục tiêu, khối chắn, bãi nổ, các trận địa cần thể hiện sinh động cách đánh, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang thiết bị. Thực hiện kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân, huyện Kim Động đang tập trung tuyên truyền, đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng, nhất là tiêm phòng cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi và mũi thứ tư cho người dân từ 18 tuổi trở lên. Đến nay, toàn huyện Kim Động đã tiêm được gần 300.000 liều mũi vaccine COVID-19. Hầu hết người từ 12 tuổi trở lên đã hoàn thành 2 mũi tiêm cơ bản. Với số lượng vaccine được phân bổ đợt này là trên 4.500 liều vaccine cho trẻ em và gần 12.000 liều vaccine cho người từ 12 tuổi trở lên. Huyện Kim Động đang tập trung triển khai tiêm cho 3 nhóm đối tượng, gồm mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, mũi 3 đối với trẻ từ 12 đến 18 tuổi và mũi 4 với người từ 18 tuổi trở lên. Tỷ lệ bao phủ mũi 4 của huyện đạt 10,8%. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù là tỉnh đồng bằng, đến nay người dân và doanh nghiệp tại Hưng Yên đã sản xuất trung bình gần 1,6 triệu kWh năng lượng mặt trời mỗi tháng. Công ty điện lực Hưng Yên đã mua điện của 378 khách hàng có hệ thống điện mặt trời áp mái. Năm 2021, tổng sản lượng từ hệ thống điện mặt trời mái nhà của khách hàng phát lên lưới điện 18,92 triệu kWh. Qua đó, ngành điện Hưng Yên đã chi trả trên 36 tỷ đồng cho các hộ có điện mặt trời bán lên lưới. Theo đó, trung bình mỗi tháng, Hưng Yên có gần 1,6 triệu kWh điện năng được sản xuất và hòa lên lưới điện quốc gia. Với tinh thần kiên quyết xử lý không có vùng cấm đối với các xe vi phạm quá khổ quá tải, nên ngoài việc bị lập biên bản xử phạt hành chính, nhiều phương tiện cơi nới đã bị lực lượng cảnh sát giao thông cưỡng chế, cắt thùng ben hạ tải. Điều này có tính răn đe khiến nhiều chủ phương tiện nhận thức được vi phạm và tự nguyện chấp hành việc cắt hạ thành thùng về đúng thiết kế ban đầu. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, sau gần một tháng thực hiện kế hoạch cao điểm, vi phạm quy định về chở hàng quá trọng tải quá khổ, cơi nới thùng xe, chạy quá tốc độ và người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn, lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh đã xử lý 661 trường hợp, trong đó có 156 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, xử phạt 1,2 tỷ đồng, 64 trường hợp quá tải trọng, lập biên bản xử phạt 320 triệu đồng. Ngoài ra, đã vận động cưỡng chế việc tháo cắt thùng xe cơi nới gần 400 trường hợp. Trong những ngày qua, dư luận xôn xao câu chuyện ở xã Ea Nuôn, ở huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk xây dựng 8 nhà vệ sinh công cộng tại hội trường, nhà sinh hoạt cộng đồng các thôn, buôn với trị giá 200 triệu đồng một căn. Mặc dù cùng một nguồn vốn, nhưng để được chỉ định thầu thay vì đấu thầu rộng rãi, Ủy ban nhân xã Ea Nuôn đã chia 8 nhà vệ sinh làm 2 gói thầu. Trong đó, gói thầu 4 nhà vệ sinh tại các buôn Cô Đung A, Cô Đung B, Ea Mắc Đờ Ha 1A, Ea Mắc Đờ Ha 1B có giá trị dự toán xây dựng công trình là hơn 812 triệu đồng. 4 nhà vệ sinh còn lại có giá trị dự toán xây dựng hơn 787 triệu đồng. Cả hai gói thầu đều do một công ty khảo sát thiết kế lập dự toán công trình. Về việc người dân phản ánh giá quá cao, ông Trịnh Quang Tấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ea Đuôn cho rằng giá nhà nước làm cao hơn người dân làm bởi còn các chi phí khác.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 52 phút ngày hôm nay, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nhận được tin báo cháy tại nhà dân số 378 Phúc Tân, phường Phúc Tân và đã giải cứu 4 người trong căn nhà bốc cháy. Tại hiện trường, đám cháy xảy ra tại tầng 1 của nhà 5 tầng, diện tích mỗi tầng khoảng 30m². Lúc này, khói đã lan lên các tầng 2, 3, 4, 5 và tum. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã triển khai dập tắt đám cháy tại tầng 1 và mở cửa sổ các tầng trên để thoát khói. Đồng thời, lực lượng chức năng đã giải cứu và di chuyển 4 người trong nhà ra ngoài an toàn, trong đó có 3 nạn nhân sức khỏe bình thường, một nạn nhân bị bỏng hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vừa thực hiện lệnh khởi tố bắt tạm giam 2 bảo mẫu hành hạ bé gái gần 2 tuổi dẫn đến chấn thương sọ não và nguy kịch. Sáng 18 tháng 7, Công an thành phố Đà Lạt cho biết đơn vị đã thực hiện lệnh khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 2 bảo mẫu Vương Ngọc Thảo Vi, 27 tuổi, ngụ đường Nguyễn Hữu Cầu, phường 12 và Huỳnh Thị Thanh Hằng, 26 tuổi, ngụ Thái Phiên, phường 12 cùng thành phố Đà Lạt về tội hành hạ người khác theo điều 140 Bộ luật hình sự năm 2015. Đồng thời bắt tạm giam 2 tháng đối với 2 bảo mẫu này. Chiều 16 tháng 7, Bệnh viện Nhi Lâm Đồng tiếp nhận một bé gái gần 2 tuổi trong tình trạng hôn mê. Qua chẩn đoán, bé gái bị chấn thương sọ não, dập phổi. Theo lời khai của 2 bảo mẫu này, do cháu bé này ít tiếp xúc, ít nói chuyện với mọi người, sợ đến chỗ đông người, nên Vi và Hằng nhiều lần dùng tay đánh cháu bé. Nghiêm trọng nhất, ngày 8 tháng 7, Vi dùng chân đạp vào người, khiến cháu bé té ngã trong nhà phòng tắm. Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, trong đó nhấn mạnh về kế hoạch triển khai tất cả các tuyến cao tốc chỉ thu phí không dừng từ ngày 1 tháng 8. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố vận động công chức, viên chức, người lao động gương mẫu dán thẻ để sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng trước ngày 31 tháng 7. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tăng cường tuyên truyền, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng địa điểm và hình thức dán thẻ để tạo thuận tiện cho chủ xe, phấn đấu đến tháng 9 năm 2022 đạt từ 80 đến 90% số lượng xe trên toàn quốc dán thẻ tham gia dịch vụ ETC. Cục Hàng không yêu cầu cương quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn, an ninh hàng không, lập danh sách hành khách gây rối để xem xét cấm vận chuyển bằng đường hàng không. Chỉ thị này được đưa ra sau khi gần đây liên tiếp xảy ra nhiều trường hợp hành khách vi phạm các quy định về an ninh, an toàn hàng không, như vụ hành khách cài điện thoại trên tấm che cửa sổ máy bay được cho là để quay video săn mây, chụp ảnh khi máy bay di chuyển. Các cảng hàng không phải kịp thời ngăn ngừa và khuyến cáo đối với hành khách vô ý thực hiện các hành vi không tuân thủ các quy định an ninh an toàn tại các khu vực này, kịp thời phát hiện và báo cáo cảng vụ hàng không, xử lý nghiêm những hành khách cố ý không chấp hành quy định an ninh an toàn và lập danh sách các hành khách gây rối, báo cáo cục xem xét cấm vận chuyển bằng đường hàng không. Xin chuyển sang các tin tức thời sự quốc tế. Chính quyền Sri Lanka, quốc gia Nam Á đang vỡ nợ, vừa tiếp tục ban bố tình trạng khẩn cấp thứ hai trong vòng 5 ngày để đối phó với khủng hoảng kinh tế và bất ổn xã hội. Chính phủ Sri Lanka giải thích đây là biện pháp thiết thực phục vụ lợi ích an ninh cộng đồng, bảo vệ trật tự xã hội và đảm bảo nhu yếu phẩm, dịch vụ thiết yếu cho người dân. Bất ổn tại Sri Lanka chưa lắng dịu sau khi lãnh đạo nước này từ chức. Biểu tình vẫn kéo dài trên đường phố khi đất nước thiếu thốn hàng hóa cơ bản và nạn tham nhũng tràn lan. Cơ quan thống kê của New Zealand sáng 18 tháng 7 đã công bố số liệu cho thấy lạm phát ở nước này trong quý 2 tăng lên mức 7,3%, mức cao nhất trong vòng 32 năm trở lại đây. Mức lạm phát cao nhất tính từ năm 1990 là hậu quả của việc chi phí sinh hoạt liên tục tăng phi mã. Trong đó, đóng góp nhiều nhất vào sự gia tăng này là chi phí nhà ở, tăng tới 18,3% trong vòng 12 tháng qua. Các vấn đề về chuỗi cung ứng, chi phí lao động và nhu cầu cao tiếp tục đẩy chi phí xây dựng lên cao hơn. Bên cạnh đó, các yếu tố như lạm phát toàn cầu, giá nhiên liệu, lương thực tăng cũng góp phần làm tăng chi phí sinh hoạt ở New Zealand. Công ty quản lý tài sản Mercer của Mỹ vừa công bố kết quả khảo sát hàng năm cho thấy Hồng Kông là thành phố đắt đỏ nhất trên thế giới. Theo kết quả khảo sát, các thành phố ở châu Á chiếm 4 trong số 10 thành phố đắt đỏ hàng đầu, xếp sau Hồng Kông ở khu vực châu Á là Singapore, Tokyo, Nhật Bản và Bắc Kinh, Trung Quốc. Trước đó, vào cuối tháng 12 năm 2021, Hồng Kông không còn là thành phố có mức sống đắt đỏ nhất trên thế giới, khi thành phố có tỷ lệ lạm phát cao nhất trong 5 năm. Cuối chương trình hôm nay, kính mời quý khán giả cùng giải nhiệt trong những ngày nắng nóng này với lễ hội âm nhạc độc đáo diễn ra dưới nước ở ngoài khơi bang Florida của Mỹ.
Đây là nhạc hội dưới nước độc đáo được tổ chức hàng năm ở khu bảo tồn biển quốc gia Florida Keys. Tham gia lễ hội này, các thợ lặn hóa trang thành nàng tiên cá và sinh vật biển. Âm nhạc được phát qua loa chống thấm nước treo ở trên những chiếc thuyền bên trên. Sự kiện diễn ra tại rạn san hô còn sống duy nhất của Mỹ nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ rạn san hô. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 phút ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ này ngày mai.